bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 31 tháng 5, lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Nay từ nay, muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa chảy qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phần nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Cùng mẹ hát lên, gia đình tôi ngợi khen Chúa. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Ngợi khen Đức Chúa và vui mừng trong Thiên Chúa là tâm tình xuyên suốt cuộc đời Đức Maria. Ngợi khen và vui mừng vì lòng khiêm nhượng nhận ra thân phận hèn mọn của mình được yêu chuộng, sủng ái. Ngợi khen và vui mừng nhận ra hồng phúc lớn lao Thiên Chúa ban tặng đầy ân sủng, và Thiên Chúa ở cùng. Ngợi khen và vui mừng vì được chọn cộng tác với Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của Người. Ngợi khen và vui mừng vì được đại diện cho dân tộc Chúa xót thương đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa. Tâm tình ngợi khen và vui mừng được tỏ bày từ lời xin vâng đến việc vội vã lên đường loan tin vui cứu độ, từ tiếng khóc của con Thiên Chúa nơi Bethlehem đến phút nghẹn ngào của mẹ dưới chân thập giá, từ phút con sống lại đến phút con cùng các học trò của con nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Tâm tình ngợi khen và vui mừng cả lúc tràn ngập yêu thương cũng như khi tràn ngập đau thương. Vâng, tâm tình ngợi khen và vui mừng là tâm tình xuyên suốt cuộc đời một tín nữ tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa, và còn đồng hành mãi với giáo hội của Chúa trong thiên chức mẹ của giáo hội. Ước gì tâm tình ngợi khen và vui mừng của mẹ Maria cũng là tâm tình xuyên suốt cuộc đời mỗi gia đình, để các gia đình luôn sẵn sàng, thành tâm, mau mắn mang tâm tình ngợi khen và vui mừng trong Thiên Chúa đến với tất cả mọi người. Ước gì các gia đình noi gương truyền giáo của mẹ. Truyền giáo là mang tâm tình ngợi khen Đức Chúa và vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ đến cho mọi người.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống trọn niềm cảm tạ, ngợi khen Chúa và vui mừng trong Chúa, để trong mọi tình huống cuộc đời có thể hát lên: gia đình tôi ngợi khen Chúa. Amen. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ là nữ vương của gia đình, của giáo xứ chúng con. Mẹ ở đây với chúng con từ ngày xa xưa thủa ban đầu. Mẹ xuất chia với chúng con những vui buồn sướng khổ. Mẹ cầu cho chúng con có mục tử nhân lành, chẳng dẫn đoàn chiên. Mẹ giúp chúng con vượt qua bao gian nan thử thách, lúc chiến tranh, cả hồi dịch bệnh. Chúng con xin tri ân mẹ, xin mẹ tiếp tục cầu thay cho gia đình và giáo xứ chúng con vững tin Chúa, sống lời Chúa, mãi yêu Chúa, mãi yêu nhau và yêu hết mọi người. Amen. Dù sương khổ, mẹ con cùng nhau rất chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời. Gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ, xin tri ân đã thương cùng đoàn con đến đây dựng xây cuộc sống. Dẫu có bao vui buồn với những thăng trầm trong cuộc đời, vẫn luôn được mẹ ôi ấp nguyện cầu cho chúng con yên chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời. Gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ, xin tri ân mẹ, ngày nào kêu van dưới chân mẹ. Mẹ đã thương nguyện cầu thay Chúa ban mục tử cao quý. Dẫu khó khăn trăm chiều, vẫn gắng cương dựng xây được nhiều. Những cung điện vàng tin yêu, nay đoàn con kính tri ân. Dù sương khổ, mẹ con cùng nhau sớt chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời. Gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ, xin chia
đang lan tràn, vẫn luôn được mẹ ơi an nguyện cầu cho chúng con yên an. Mẹ ở đây với con dáng vui buồn dù sương khổ, mẹ con cùng nhau sớt chia Maria. Gia đình con vẫn